Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau: chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Việc đầu tiên các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Có câu, khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa. Giản dị là đức tính quý giá của mỗi con người. Mỗi chúng ta cần phải sống trong sạch, giản dị để góp phần xây dựng đất nước. Vậy thì giản dị là gì? Và vì sao chúng ta phải sống giản dị? Đó cũng là nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài này nhé. Bài 1. Sống giản dị. Một La Mã. Truyện đọc Bác Hồ trong ngày tuyên ngôn độc lập. Truyện đọc Bác Hồ trong ngày tuyên ngôn độc lập. Sáng sớm tinh mơ ngày 2 tháng 9 năm 1945, từ các làng ngoại thành và các tỉnh quanh thủ đô Hà Nội, gần 1 triệu người tay cầm cờ, hoa, biểu ngữ đã trùng trùng điệp điệp kéo về quảng trường Ba Đình, tràn ngập cả những đường phố xung quanh. Dưới bầu trời mùa thu trong xanh, lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang phấp phới trên lễ đài như vẫy gọi chào đón đoàn con thân yêu của đất nước. Trong buổi lễ long trọng, người dân Việt Nam náo nức chờ đợi được thấy lãnh tụ, vị chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa mới. Trong trí tưởng tượng của mọi người, vị chủ tịch nước đầu tiên sẽ không mặc áo hoàng bào, thắt đai khảm ngọc như một vị hoàng đế ngày xưa, nhưng nhất định phải ăn mặc sang trọng và đầy vẻ uy nghiêm. Nhưng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên lễ đài, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cười đôn hậu, vẫy chào đồng bào, thân mật giản dị như một người cha hiền về với đàn con. Bác mặc quần áo kaki, đội mũ vải đã bạc màu và đi đôi dép cao su bình dị. Cả một biển người sao động, hò reo như sấm dậy. Ai cũng cố nghển cao lên để nhìn cho rõ người. Nhiều người không cầm được nước mắt vì sung sướng, cảm động khi được nhìn thấy Bác Hồ. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Với giọng nói ấm áp, gần gũi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xóa tan tất cả những gì còn xa cách giữa vị chủ tịch nước với mọi người và người thật sự là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Theo Bác Hồ kính yêu. Câu hỏi: em hãy tìm những chi tiết trong truyện đọc thể hiện trang phục, tác phong, thái độ và lời nói của Bác Hồ. Đáp án của cô về trang phục, tác phong, thái độ và lời nói của Bác Hồ trong truyện đọc. Trước tiên chúng ta sẽ nói về trang phục. Thì chúng ta thấy trong truyện đọc có tả là bác mặc bộ quần áo kaki, đầu đội mũ vải đã ngả màu và đi một đôi dép cao su. Về tác phong và thái độ, bác cười đôn hậu và vẫy tay chào mọi người, thái độ thân mật như người cha đối với các con. Còn về lời nói, bác nói, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Thì cái câu nói ấy đã xóa tan tất cả những gì còn xa cách giữa vị chủ tịch nước với mọi người. Và chúng ta thấy là trong mắt mọi người thì bác thật sự là một vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Vậy thì qua những chi tiết trên, em có nhận xét gì về trang phục, tác phong, thái độ và lời nói của Bác Hồ? Và cái điều đó nó có tác động như thế nào đến tình cảm của nhân dân ta? Gợi ý nhận xét của cô. Trước tiên là về trang phục thì chúng ta thấy bác ăn mặc rất là đơn sơ, không cầu kỳ, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ. Thứ hai, về tác phong và thái độ thì chúng ta thấy thái độ của bác rất là chân tình, cởi mở và thân mật. Lời nói thì bác nói rất là ngắn gọn, dễ hiểu và rất gần gũi với nhân dân.
mùng 1 tháng 6 năm ấy, Bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng?" Và bác cũng đã viết: "Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh." Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, sống giản dị. Thế nào là sống giản dị? Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở tình huống này. Gia đình An có cuộc sống rất là khó khăn. Bố về hưu, mẹ An phải làm lụng vất vả để nuôi ba chị em ăn học. Nhưng An lúc nào cũng đua đòi, chưng diện. Hỏi, các em có nhận xét gì về cách ăn mặc của bạn An? Bạn An có phải là một người sống giản dị hay không? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Chúng ta thấy rõ là gia đình bạn An thuộc diện gia đình khó khăn bởi vì bố đã về hưu và một mình mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi tới ba chị em ăn học. Nhưng bạn An thì lúc nào cũng đua đòi, chưng diện, xe xua. Vậy thì rõ ràng về cách ăn mặc, bạn không giản dị, bạn đua đòi, bạn chưng diện. Cho nên bạn An không phải là một người có lối sống giản dị. Bởi vì người có lối sống giản dị là người phải biết sống phù hợp với cái điều kiện, hoàn cảnh của gia đình mình, của bản thân mình. Và ở đây bạn An đã không làm được điều đó. Vậy thì sống giản dị được biểu hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 nhỏ biểu hiện của tính giản dị. Thứ nhất là không có cái lối sống xa hoa lãng phí. Thứ hai, không cầu kỳ kiểu cách. Thứ ba, không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. Và sau đây là một số ví dụ trong cuộc sống. Thứ nhất, về lối sống giản dị thì biểu hiện của sống giản dị là sao? Là ăn nói ngắn gọn, dễ hiểu, lịch sự, ăn mặc gọn gàng, không lè loẹt và có lối sống chan hòa, gần gũi với mọi người, bè bạn. Còn về lối sống không giản dị, biểu hiện là chỉ chơi với người giàu, không chơi với người nghèo. Về ăn mặc thì cầu kỳ, kiểu cách và luôn chạy theo nhu cầu về vật chất cũng như hình thức bề ngoài. Tiếp theo nữa là đại tiệc linh đình, phô trương và lãng phí. Chúng ta sẽ đi vào phần 3 nhỏ, ý nghĩa của sống giản dị. Chúng ta biết giản dị nó là một phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người. Và khi chúng ta sống giản dị, chúng ta sẽ được mọi người yêu mến, thông cảm và giúp đỡ. Là một học sinh thì em cần phải làm gì để rèn luyện được lối sống giản dị? Cách rèn luyện của học sinh. Thứ nhất, quần áo phải gọn gàng, phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình. Thứ hai, trong lời nói phải lịch sự, lễ phép. Thứ ba, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường. Thứ tư, bảo vệ của công, không xa hoa, lãng phí. Vậy thì trái với lại lối sống giản dị là gì? Đó là lối sống xa hoa, lãng phí, phô trương về hình thức, học đòi trong cách ăn mặc, cầu kỳ trong cử chỉ, sinh hoạt, giao tiếp. Giản dị không có nghĩa là qua loa, đại khái, cẩu thả, tùy tiện trong nếp sống và trong suy nghĩ. Sẽ bước vào phần hoạt động luyện tập. Cô và các em sẽ bước vào làm bài tập A sách giáo khoa. Trong các bức tranh sau đây, theo em bức tranh nào thể hiện tính giản dị của học sinh khi đến trường và vì sao? Ở đây chúng ta có 4 bức tranh, số 1, số 2, số 3, số 4. Ở bức tranh số 1 chúng ta thấy một bạn nữ đến trường nhưng mà tay đeo tay phone. Số 2 thì bạn nữ soi gương và đánh son.
Số 3 thì các bạn đến lớp trong trang phục và tác phong nhanh nhẹn. Số 4 thì bạn nữ đến trường với cái đôi giày cao gót và mắt kính râm. Vậy thì theo gợi ý của cô thì bức tranh số 3 sẽ là bức tranh thể hiện tính giản dị, bởi vì nó thể hiện đúng tác phong của một người học sinh trong một trang phục nghiêm túc và phù hợp với lứa tuổi, cũng như tác phong nhanh nhẹn và vui tươi. Hai bức tranh còn lại thì không phù hợp với lứa tuổi của học sinh, ví dụ như là thấy là trang điểm son phấn lè lẹt, mang giày cao gót, đeo kính râm, mặc áo phông khi đến trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài số 2. Các em hãy chọn phương án đúng và sai trong các lựa chọn sau đây. Ở phương án 1, giản dị là đức tính cần có ở người lớn mà không cần có ở trẻ em. Câu này là đúng hay sai? Theo cô gợi ý thì câu này là sai, bởi vì cái đức tính giản dị nó cần cả người lớn và trẻ em. Phương án số 2, tất cả mọi người đều cần đức tính giản dị, không phân biệt giàu nghèo. Cái này là đúng hay sai? Cái này là đúng, bởi vì mọi người đều phải cần có tính giản dị, chứ không phải là chỉ có người giàu mới cần mà người nghèo không cần. Số 3, những bạn có gia đình khó khăn dễ rèn luyện tính giản dị hơn những bạn khác. Theo cô thì đức tính giản dị thì ở người khó khăn hay người khá giả đều cần phải rèn luyện, cho nên ở câu này là sai. Phương án số 4, sống giản dị sẽ giúp chúng ta biết quý trọng sức lao động của người khác. Câu này là đúng. Phương án 5, sống giản dị dễ bị bạn bè cho là quê mùa, cho là ngố, thì câu này là sai nha. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập tình huống số 3. Nhà Hòa rất giàu có, mỗi ngày đi học Hòa mặc một bộ quần áo khác nhau mà không mặc đồng phục của nhà trường. Thấy vậy, bạn lớp trưởng hỏi Hòa vì sao không mặc đồng phục khi đến trường. Hòa nói, mặc đồng phục thì không sành điệu, con nhà giàu thì phải đổi mốt liên tục chứ. Hỏi câu A, em có đồng tình với suy nghĩ của bạn Hòa không? Vì sao? Câu B, nếu em là lớp trưởng của Hòa, em sẽ xử sự như thế nào trong tình huống trên? Gợi ý đáp án của cô thì chúng ta không đồng tình với suy nghĩ của bạn Hòa, bởi vì khi mà chúng ta đến trường thì tất cả đều phải mặc đồng phục như nhau, bởi vì đó là quy định của trường, của lớp. Thứ hai, nếu là lớp trưởng của bạn Hòa thì chúng ta nên khuyên bạn nên có lối sống, lối suy nghĩ, ví dụ như trong việc ăn mặc, phải ăn mặc giản dị, tuân thủ đúng kỷ luật của nhà trường, của lớp trong cái việc là mặc đồng phục đến trường. Và khi chúng ta ví dụ gia đình bạn Hòa có điều kiện, nhưng bạn Hòa cũng nên chọn lối sống giản dị để có thể chan hòa, gần gũi với bạn bè và với mọi người. Chúng ta qua phần vận dụng. Vậy thì sau khi chúng ta học xong bài giản dị thì các em sẽ vận dụng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Vậy thì các em sẽ vận dụng cái tính giản dị như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Cô nêu ra một vài ví dụ cho các em tham khảo ha. Ví dụ như cái việc các em đến trường, đến lớp thì các em nên thực hiện đúng nội quy của nhà trường đề ra. Ví dụ như trang phục khi đến trường thì như thế nào? Phải sạch sẽ, tươm tất, lịch sự. Và khi đến trường, đến lớp, chúng ta phải biết bảo vệ của công, không xa hoa lãng phí. Thứ hai nữa là cho dù là nhà chúng ta có khá giả, nhưng mà theo cô nghĩ bản thân chúng ta nên giản dị trong lối sống, trong suy nghĩ, trong ăn mặc, để có sự gần gũi, vui vẻ, chan hòa với mọi người, với bạn bè xung quanh. Ví dụ như việc tổ chức tiệc sinh nhật đi, chúng ta không nên tổ chức thật là to, thật là hoành tráng, thật là phô trương và gây ra lãng phí, mà chúng ta nên tổ chức thật là đơn giản, ấm áp và vui vẻ. Và đến với hoạt động tìm tòi và mở rộng. Các em hãy sưu tầm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về đức tính giản dị. Sau đây là một số câu tục ngữ, ví dụ như tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ăn lấy chắc, mặc lấy bền, ăn cần ở kiệm. Các em lấy vở ra ghi bài. Ở slide này các em sẽ ghi hết vào vở cho cô. Cô sẽ cho các em từ 8 đến 10 phút để ghi bài.
dặn dò. Các em làm bài tập BC sách giáo khoa trang 6 và đọc trước bài trung thực. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.